Rồi, ngày hôm nay giới thiệu cho anh em cái quả điếu mà rất là độc lạ luôn. Đây là chiếc điếu mà lần đầu tiên em biết được nhìn thấy trong đời đấy. Hình con hổ, nó siêu nặng luôn. Không biết là nó làm bằng gỗ gì mà nó nặng phải đến bao nhiêu cân, chục cân. Đấy, khéo cầm gậy đuôi hổ. Đấy, khi mà hút thì sẽ cho thuốc lào vào đây này, xong mà hút ở đây. Ừ. Quả điếu oách không? Quả này là bằng con vision đấy. Cái điếu này bằng con vision đấy. Còn đây là điếu mà hình bọ cạp. Cái này không biết là gỗ gì chứ nhỉ? Mun á? Ồ, làm rất là kỳ công. Mà nó là làm từ gỗ mun. Quan trọng là hổ nó hình nó rất đẹp, cơ bắp của nó hoàn tráng. Đấy, đấy. Nổi đấy. Thế. Anh em nhìn thấy không? Con điếu nhà này. Bác Quang đẹp thật. Đấy, con điếu hổ Bác này. Quang. Rất là cơ bắp cuồn cuộn, nhìn đấy. Rất đẹp luôn. Còn đây là bên này là con rồng. Quả điếu hình con rồng. Đấy, anh em nhìn thấy nó uốn lượn ghê chưa? Một con vua trên bầu trời, con vua trên mặt đất. Còn đây là vua ở trên bầu trời. Còn con này là vua ở dưới mặt đất, Chúa Tể Sơn Lâm. Đấy. Kinh chưa? Đây là một trong những. Còn đây là vua bóng tối, vua bọ cạp là vua bóng tối. Đấy, là có vua chứ. Đây là con này nó đục ở dưới vua bọ cạp mà, mọi người đã xem phim vua bọ cạp chưa? Đây là một trong những chiếc điếu rất là đặc biệt trong bộ sưu tập điếu của nghệ sĩ Quang Tèo. Trời đấy. Nhưng mà quả điếu này có hút được không sếp? Hút tốt. Con điếu con hổ đấy á. Hút xong rồi phê. Úi giời ơi, này quả đại tướng này. Con đấy là cái điếu luôn là sếp. Úi giời đây. Quả này nó là quả pháo anh trên đồi cao đây. Quả này mới kinh. Pháo anh trên đồi cao. Dài quá thôi mà không. Ui quả này không biết nhỉ. Quả này mà có cái phê mất một tháng. Này mà đấy coi như là yên tâm là có quả pháo ở trong nhà thì ví dụ mà có hút thì chắc là phải chuẩn bị sức khỏe thật cái tốt. Điếu này là nhưng cái điếu này có hút được không hả sếp? Hút tốt đây. Hơi đâu có hút được cái điếu này. Hả? Yên ra ngậm điếu ra ra. Hơi đâu mà hút được cái điếu này, cái điếu này nó to này. Cái này thì nó cũng gần như là cái điếu to hơn cái điếu hụt của bà con dân tộc tí thôi. Cái này phải dài. Chiều dài của nó khoảng hơn 1 mét. Đấy. Chiều dài hơn 1 mét. Siêu to luôn. Đo bao nhiêu găng tay thì biết ngay. Cái này khoảng 1 mét 2. Tầm 5 lít nước. Ừ. Đây. Đây bánh xe luôn. Đấy, nặng này vừa hút mà vừa bê luôn. Cái điếu này bị nứt rồi à? Bị nứt rồi. Hả? Bị nứt rồi. Nứt đâu? Rồi, đây. Đấy, phải nứt. Rồi, lâu không dùng được. Nó để trong mà không nhìn thấy đấy. Ừ. Quả điếu xịn này mà nứt này là hỏng rồi. Nhưng mà siêu to luôn. Đây là quả điếu mà to. Đây là quả điếu siêu to, siêu khổng lồ. Đấy, đại gia thuốc lào đây là siêu tập để. Thực ra cái điếu này là hôm qua ông dùng để làm ẩn dụ cho một cái gì khác của ông ấy thôi. Ông này trùm nghĩ cái chuyện đấy. Ông cứ trước câu sau là tôi biết là ông này. Cái này chủ yếu để cho khách ai mà chém gió về vấn đề điếu cày mới hút thuốc lào thì tôi nên thử cái điếu này của nhưng mà cái điếu này mà rơi vào nhà văn Đỗ Chí Hùng thì nó lại thành một cái thành một cái câu chuyện khác hẳn, nó lại thành một vấn đề giàu trí tưởng tượng. Ừ, nhà văn là giàu trí tưởng bở nên cho nên là nó sẽ thành một câu chuyện khác hẳn ngay. Mà nặng xếp lên đây là không